hen. Rồi cá trứng hen. Dạ. Mỗi cái phần phần thôi nha. Rồi con cuộn. Món này là món sushi hả? Cơm cuộn hả? Đây là bánh xèo Nhật Bản hả? Dạ. 5 món. Lấy là 3 món, còn 2 món cái lẩu với lại cái cá. Nó đồng đầy là cái cá nó để lâu rồi, nó để khô lâu năm nó bào ra. Món này món gì vậy mà? Dạ trứng cuộn cá hồi với lại sao đẹp đấy ạ.
gồm những gì trong này? Dạ giá nấm kim châm, hành, bò, hành tây với lại cải thảo ạ. Gọi là lẩu dùng chung với lại mì dung, dùng chung với lại mì đông. Cái này gọi là lẩu nhục sơn. Lẩu nhục sơn. Dạ. Lẩu nhục sơn cay. Dạ. Nhục thì sơn là núi. Nhưng mà nhục sơn thì nữa. Cay. Cay. Dạ, cay. Cay. Và vị khách đang mua cái bánh sô kêu. Anh đang ngồi đang làm bánh tại quầy bánh sô kêu. Đây những bạn mà để tò mò tới ăn bánh sô kêu, gọi là bánh hình con cu đó các bạn. Đây bánh đã xong. Sô kêu của cái quầy bánh. Tôm món này đủ không? Đây. Nóng nóng đâu, nóng nóng. Không tôm chả rồi. Ở đây hết rồi. Thì đang quét dọc. Lỡ rồi. Bạn điện. Mayonnaise anh. Mayonnaise. Cái gì? Mayonnaise. Thì đang đổ bột. Mua gì chị, một hộp nhé. Hai cái bánh kêu luôn. Anh nói đi. Anh đâu có quấy bao nhiêu con thôi. Rồi, 60 ngàn. Tổ chức xin thông báo, sau khi kết thúc lễ hội ẩm thực lần thứ 12, các đơn vị nha ngàn từng trả lại nguyên chạy mặt bằng. Một cái bánh sô kêu là bao nhiêu tiền em? Dạ, 30 ngàn anh ơi. Tụi đang bánh sô kêu. Bánh kêu đi. Hình thù rất là lạ. Rất là tò mò. Bánh đang làm bánh bạch tuộc. Tên nước ngoài bánh này gọi là bánh gì chị nãy chị nói? Takoyaki. 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 Cái đèn lồng có ghi đó. Bánh này xuất phát từ nước nào chị? Nhật Bản.
bánh đã chín. Muối gì chị? Bánh mới ra lò. Cái bánh su kiêu xuất phát từ Thái Lan hay Nhật Bản ở đây.